Sở Kể Chuyện là một trong những bom tấn cổ trang hot nhất trong năm 2017 với sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh, Đậu Kiêu và Lý Thấm. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi, Hoàng Phi Sở Công số 11, xoay quanh cuộc đời nữ chính Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai và mối quan hệ với Thế tử Tây Nương Yến Tuân cùng chủ tử Vũ Văn Nguyệt. Phần 1 của phim kết thúc với cảnh Vũ Văn Nguyệt bị trúng tên rồi rơi xuống hồ băng lạnh lẽo. Cái kết mở này của phim khiến cho khán giả không chỉ xót thương cho tình yêu của Tình Nguyệt mà còn tỏ ra vô cùng nuối tiếc. Tiếc cho tấm chân tình của Vũ Văn Nguyệt và tiếc cho Sở Kiều khi giây phút nàng nhận ra tình cảm của chính mình dành cho Vũ Văn Nguyệt thì cũng là lúc chàng cận kề cái chết. Bên cạnh đó, nhiều fan hâm mộ còn tỏ ra vô cùng hụt hẫng trước cái kết không đâu vào đâu của phim. Tất cả những người đã từng xem và dành tình cảm yêu mến cho bộ phim đều mong sẽ có phần 2 viết tiếp câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh của Tình Nguyệt phù phụ. Một cái kết đẹp đẽ là hoàn toàn xứng đáng với họ. Và có lẽ không phụ lòng kỳ vọng và mong đợi của cộng đồng mạng, mới đây, phía nhà sản xuất bộ phim đã lên tiếng xác nhận rằng Sở Kiều Chuyện phần 2 sẽ nhanh chóng được khởi quay. Sau 3 năm dài chờ đợi, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh tạm gác mọi công việc để kết hôn và sinh con. Bây giờ, cô đã nhanh chóng quay trở lại làng giải trí và bắt đầu tham gia những dự án phim mới. Điều này khiến cho fan hâm mộ vô cùng vui mừng. Vì vậy, điều chúng ta lo ngại nhất về nữ chính đã được giải tỏa. Sở Kiều Chuyện phần 2 sẽ được khởi quay với sự trở lại của 4 gương mặt tiêu biểu: Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu và Lý Thấm. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn khi phải thông báo với mọi người rằng phía nhà sản xuất phim không hề xác nhận việc các diễn viên phụ trong vai Nguyệt Thất hay Tiêu Sách có quay trở lại trong phần 2 này hay không. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi lẽ các tên tuổi như Hình Chiều Lâm hay Đặng Luân, Kim Hạn trước đây 35, họ đều là những gương mặt mới của làng giải trí xứ Trung. Có nghĩa là, ở thời điểm đó, họ chấp nhận những vai diễn phụ, ít cảnh quay và mức cát xê thấp. Thế nhưng sau 3 năm, dàn diễn viên phụ này đã có nhiều người thành công và vươn lên hàng diễn viên lưu lượng. Vì vậy, việc họ đồng ý tham gia diễn phụ trong phim trở thành vấn đề khá khó khăn đối với nhà sản xuất. Dù thế nào đi nữa, thì sự quay trở lại của dàn diễn viên chính cũng là một thông tin rất đáng mừng đối với chúng ta rồi. Hy vọng rằng phần 2 sẽ nhanh chóng được khởi quay và lên sóng để thỏa lòng mong đợi của các fan hâm mộ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.